nhiều cái chứ làm sao em gọi API cái duy nhất mà nó đi được. Đúng, thì nó đi lướt thẳng luôn chị đâu cần quan tâm. Sẽ có cây 4, em không cần quan tâm cây 4 khi mà em xin bình thường chứ gì. Đúng rồi. Rồi, vậy lúc đó em đi lít tập lưng là giờ thì lúc đó là xong cái rồi bình tĩnh.